Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái clip mà thằng cô chú anh chị bạn thì mà có một cái thằng ship này nè. Thì mình làm thì nó cũng tiện lợi luôn nè. Thì nó cũng khác cái mẫu lúc trước mình làm nha. Thì cái mẫu này là nó dài là 2,5 m cô chú anh chị bạn. Từ đây tới đây là dài 2,5 m nè. Nó cũng có cái mầm ở trên nhưng mà nó khác con cái chỗ là mình không có làm cái chéo cái cố định vô trong cái khoảng 1/4 này đó. Thì thường thường thì mình sẽ lắp vô cái khoảng cái này nhưng mà hôm nay mình không có lắp vô đây để cho thuận tiện thì mình đi chở mình ship lại cho nó sát vậy luôn nè, đó ship sát lại luôn như vậy là mình sẽ chở đi. Còn lúc trước cái của mình đó là mình làm á thì mình làm như vậy thì nó hơi chỗ này nó bung lên rồi còn cần thì cái thang này đó, chiều dài nó là 2,5 m nhưng cái chiều trên này cái mặt này nó tới 3 tấc nha, 3 tấc để mình đứng cho nó cao thì nó phải rộng à, mình đứng mới thoải mái được, đứng mới thoải mái được. Thì cái nguyên cái mâm này thì nó 3 tấc vuông à, vuông cái mâm này. Còn cái dưới chân này cái đầu bẹt này ra thì nó tới như là 9 tấc nha, 9 tấc nha cô chú anh chị. Thì ở trên đó 3 thì dưới này nó là 9 đó. Mình sẽ dùng dây hoặc là cây ship nhưng mà mình dùng dây thì nó sẽ nó mình dễ ship hơn và nó sẽ bung sẽ muốn cái chiều nó rộng ra được một chút để mình bước lên cho vững á thì mình dùng dây này cũng an toàn nha. Trên này thì mâm này mình xài cái sắt này hộp này là 25 vuông chứ không 30, dày 1,4 l. Thì anh em nào mà muốn làm chắc chắn hơn nữa thì xài vuông 3 cũng được. Mình vuông 3 thì mình xài ly 2 thôi cho nó nhẹ lên chút xíu, còn vuông 25 thì mình sử dụng là 1,4 l. À, thì nhỏ thì mình nó cho dày, còn mà bự thì cho hơi mỏng lên chút xíu để mình làm cho nó an toàn nha. Thì cái này thì gáp vô cũng đơn giản mình chỉ đưa đầu vô thì mình sọt ốc ngang qua thôi. Đây mình chọc cái bọn này. Con ốc này mình hơi dài nha cô chú anh bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn có làm cái thang như vậy thì mình sử dụng ốc này ngắn lên chút thôi, khoảng 5 phân là đủ rồi. Con này thì nó hơi dài quá. Thì nói chung á dài thì mình nó ăn cũng an toàn hơn nha. Nó dài thì cái găng này nhiều khi mình lắc tới lắc lui nó có chạy cái găng này ra thì nó cũng không ra tới ngoài được. Thì mình xiết cái này vô mình cho nó vừa phải để mình còn bẻ ra được vô. Rồi xong bữa này mình sẽ làm sọt cái mình đang qua. Dùng một con tán hoặc hai con tán vẫn được cho chú anh chị các bạn à, tùy theo mình ấy thôi. Mình an toàn thì mình dùng con này đứng ra nó lẻ thì mình sọt qua chỗ này luôn thì nó rất hay nha. Mình xài con bù gông á, bù gông các bạn cắt ra cắt ra mình hàng chết một cái con đầu tiên ở đây thì mình độ chừng hao ở đây khoảng chừng qua các đây khoảng 2 phân thì mình thọt qua là nó cứng cáp hơn nhiều so với một con bù lon này nha. Rồi để mình tạm ngừng cái mình dựng cái thang lên đây. Rồi thì mình dựng cái thang lên nè cô chú anh chị bạn, đó nó cao bao nhiêu đó 2,5 m là mình thoải mái rồi, leo trèo rồi nha, quá ngon nha. Đó ok thì mình hình thức mình làm thì mình cũng hạn chế mình
cắt gân cô chú anh chị bạn, thì nó mất tốn thời gian. Thì bây giờ mình có cái chia sẻ kích thước cho cô chú anh chị bạn, ai có làm thang được thì làm nha. Thì chiều cao cái thang này là 2,5 m, chiều thang 2,5 m, xài vuông 25. Đầu trên đó thì mình đi là 3 tấc vuông, phủ bìa 3 tấc. Còn dưới chân, đầu bẹt dưới chân thì nó 9 tấc hoặc là 9 tấc trên này, nhưng mà chân là phải 9,5 tấc. 9,5 tấc. Và mỗi cái nấc thang như vậy thì muốn sử dụng là 25 vuông. Còn anh chị, cô chú anh chị nào mà muốn im hơn nữa thì mình sử dụng là 27 tròn nha, chắc 27 ống tròn thì nó cũng dễ hàng. Còn cái đầu bẹt giữa mình khung đầu trên này dang cái chân ra hai bên, thì tùy theo chỗ chặt chỗ hẹp, thì ví dụ như chỗ mà chỗ rộng chỗ hẹp, chỗ rộng thì mình bung ra như thế này, hoặc là mình ra hơi nữa, hoặc rồi chỗ hẹp thì mình sẽ thâu lại. Thì thâu lại thì mình sẽ dây này mình sẽ buộc nó lại cái, thì nó rất là ok, đảm bảo an toàn đó. Thì hai bên này thì cô chú anh chị bạn thì mình sẽ cắt hàng bằng nhau luôn nha. Rồi thì cái thang này chiều cao thì mỗi một nấc thang như vậy thì cô chú anh chị được bạn thì mình canh sao chia cho nó đều, chúng nghe chữ thì cứ dựa theo cái lúc trước mình đã chia sẻ đó, là cũng là sanh lão bệnh tử, thì nó cũng theo cái bậc thang thôi. Bậc thang tam cấp nhà hoặc là thang leo thì nó cũng vậy thôi. Thì lúc trước hổng có bạn vô bình luận của mình á, thì dựa sau đó thì nó không đúng. Thì các bạn có một cái phương pháp nào mà để mình làm một cái bậc nấc thang cho nó đúng theo cái chữ để nó an toàn, thì mình chia sẻ bình luận bên dưới để cho mình biết, mình hỏi thêm nha. Còn như mình theo mình nghĩ thì mình làm theo cái bậc tam cấp nhà mình, dựa theo đó mình làm thì nó vẫn ok nha. Thì anh chị cô chú nào, anh chị cô chú nào có biết thì chia sẻ cho mình để mình học hỏi thêm thôi, chứ mình không có xe xua dài hết đó. Thì mình biết sao thì mình làm vậy, thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh bạn làm để được cái thang mình leo lên cho nó an toàn nha. Thì cái nhà này thì chiều cao nó là 3,6 m nè, thì mình sử dụng cái thang 2,5 m, thì mình leo lên mình bắt bóng đèn nè, thì mình cũng chuẩn bị đi điện ở đây sửa đường điện lại ra nhà cũ này, mình sửa đường điện lại nè. Thì mình cũng sử dụng cái thang đó, thì sẵn đây mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn luôn. Thì mình làm thì cũng chia sẻ hết. Thì những cái cô chú anh chị nào mà có liên hệ với mình thì qua cái đường dẫn của bên YouTube, mình có để là bên Facebook đó, thì kết bệnh qua bên Facebook nhắn tin cho mình, thì mình vô mình xem thì mình sẽ trả lời lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đó, để mình liên hệ làm mà thang hay này kia thì mình cũng vẫn làm bán bình thường ngang cô chú anh chị bạn. Đi điện gia đình nè, nhà ở thì mình muốn làm hết luôn. Và bên xây dựng thì làm luôn. Thì xây dựng thì bây giờ là mình cũng ít có quay để mà dán gạch lót nền. Thì có những anh cô chú anh chị vô hỏi mình thì mình cũng chưa có quay nhiều. Thì do công trình nay giờ cũng ít, với điều kiện của người dân mình làm nhà thì cũng ít, nên mình cũng chưa có làm nhiều, thì cũng làm lạc giặc thôi. Thì tới công việc nhiều thì mình sẽ quay lại upload và xây dựng cho cô chú anh chị bạn xem. Rồi thì mình hôm nay mình cũng chia sẻ cái thang siết và kiểu mới như thế này, dễ làm, mong cô chú anh chị bạn xem và ủng hộ mình nha. Rồi mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất là nhiều. Ok, hẹn lại những clip tiếp theo. Bye bye.